thôi, mình yêu trong bí mật đêm thôi. Em sẽ gài Tía vô một cái thế để Tía khỏi từ chối luôn. À, con biết rồi. Hay là Tía sợ tụi con lấy chồng á, cái bỏ Tía mình ơn phải không? Lời nguyền của Tía không ai có thể phá vỡ được. Một khi Tía chưa kiếm được vợ thì tụi con không được quyền lấy chồng, hiểu chưa? Bên cạnh hành động của ba của con gái của anh á. Tôi nghe phong thanh một cái bộ được chạy vô qua đây liền. Sao ghê mỹ nhân vậy? Thật ra là mọi chuyện không phải vậy đâu. Tại tại tánh em á là hay ăn to nói lớn, rồi nhiều lúc em ức chế quá, có những chuyện em không có nói ra được á. Trong giấc mơ mà mình đâu có làm chủ được đâu, phải không anh? Cái em quơ tay múa chân vậy đó, chứ thật ra em không có ý gì đâu. Vậy hả? Dạ. Cũng may là chưa có ý gì đó nha. Dạ, tụi em cũng mong chị thông cảm, tụi em cũng có ý gì hết trơn á. Chỉ là nhà tụi em mà vậy hoài chắc điên á, cho nên là dạ chị thông cảm, tụi em trả tự do cho chị ạ. Nói nghe nè, hôm ấy anh ba với mấy đứa cho chị một cơ hội, một lần thôi, chị hứa nha là từ đây về sau chị sẽ ăn nhỏ nói nhẹ, không có mà ầm ầm để cho tụi em sợ nữa nha. Nha, cho chị một lần thôi, một lần thôi. Cho một lần ăn nhỏ nói khẽ đi. Dạ, một lần thôi nha anh ba. Ăn khẽ nói nhỏ chứ. Dạ thì nó cũng giống giống vậy á. Dạ chị ơi, thật ra là tụi em muốn tìm người bầu bạn với Tía tụi em thôi à. Dạ. Chứ không có phải là giúp việc nhà đâu chị. Dạ chị đúng. Mấy cái đứa này khổ ghê. Cái gì? Tìm người bầu bạn cho anh ba. Dạ. Là ý là làm mẹ ghẻ của mấy đứa hả? Dạ nó đó. No, không bao giờ. Nha, cuộc đời của chị là phải tự do tự tại. Chị á, sống là phải theo nề nếp của chị đặt ra. Chị không có muốn bị ai gò bó chị hết trơn á. Với lại em biết sao không? Chị đang mơ ước được làm ca sĩ. Tự nhiên bây giờ đi vô đây lấy chồng rồi chăm sóc ba đứa thì còn gì là cuộc đời của chị nữa. Thôi, chị không có làm đâu. Trời ơi. Vậy ta gọi là good. Dạ thì đó, tụi em biết cho nên tụi em muốn chắp cánh thêm ước mơ cho chị. Tụi em chuẩn bị sẵn bao thư luôn. Chẳng những là hả gửi chị một tháng tiền lương mà còn thêm tiền thưởng nữa. Chị cố gắng nha chị. Em cảm thấy là chị rất là có năng khiếu. Cho đúng nên chị rồi. Về chị hãy bồi dưỡng cho mình thêm và thực hiện ước mơ. Được sự động viên của hai đứa thì chị thích ghê á. Dạ. Này
Chị nói cho nghe, chị mới coi trên Facebook á, dạ, người ta đang tuyển sinh ca sĩ bất đắc dĩ. Và chị tin là chị sẽ được quán quân. Dạ đó chị, dạ chị hãy về và thực hiện ước mơ của mình nha chị. Cố lên nha chị nha. Nhiều khi em tin tưởng chị. Nhiều khi đi thi chương trình ca sĩ bất đắc dĩ là lãnh giải thưởng sĩ luôn á. Mà nhiều khi á không thầm lẻ luôn. Dạ lúc đó em làm ca sĩ, cái mấy đứa đi về làm ô xin cho chị á. Có không? Dạ. Ờ cũng dám lắm mà. Ơi, vậy thì nếu mà gia đình đã nói vậy thì em lại càng có ý chí hơn để em đi thi. Vậy thì bây giờ em đi, em chúc gia đình hạnh phúc. Em đi nha. Dạ. Chị đi thông thả. Trời ơi, cái này mà ca sĩ cái gì? Cái này người ta gọi là đại lực sĩ á. Trời ơi. Mày buồn cái gì đi, mày phải vui chứ. Em sợ, em còn sợ luôn á chị ơi. Đau mừng quá. Trời, tía ơi đi rồi tía. Hú hồn. Đi rồi, mừng quá tía. Nhưng mà con biết tía sẽ buồn lắm. Tía đừng có lo, để con sẽ tuyển thêm ô xin mới cho tía nha. Không. Trời đất ơi. Giỡn mặt hả? Ủa điện thoại đây. Cơm. Ê. Chị điện thoại cho tôi đó chị. Tôi trả điện thoại cho chị đó đi. Chạy nào đó. Ủa cái tao ăn cướp đi nha mày. Điện thoại của em. Dạ. Hên quá, cái điện thoại không bị gì. Em có sao không? Dạ không, em không sao. Em cảm ơn chị nha. Này là phải dắt lên đồn công an thôi. Đúng rồi, mình cần tìm rồi. Ủa em cần tìm ai? Chị có thể giúp được em. Em tìm chị á. Tìm tôi làm chi? À dạ, nãy giờ em rối lên quên. Em tên là Mai. Trời, đầu tiên là em cảm ơn chị đã bắt giùm em cái tên cướp này nè, rồi lấy lại cái điện thoại giùm cho em. Chắc là tí em ăn ở có đức quá cho nên mới gặp được chị á. Tôi tên là Nam. Nhưng mà cô nói như vậy là sao? Tôi với tía cô thì liên quan đến nhau. Tính tôi là vậy á, ra đường gặp chuyện bất bình rồi tôi ra tay tương trợ thôi à. Dạ, trời ơi mà chị mặc đồ công nhận giống Nam thiệt. Men ơi là men á, em không xém xíu là em không nhận ra luôn rồi. Tía em á, rất thích những người mạnh mẽ như vậy. Tôi men như vậy hồi giờ rồi. Mà thôi, để tôi dắt thằng này lên đồn công an đã. Cô nè, cô có biết chỗ nào mà có lò vỏ hoặc là xin việc gì không? Tôi đang cần xin việc mà không biết chỗ á. Ủa? Chứ chị phải ở đây hả? Sao kia đi kiếm việc? Chẳng giấu gì cô. Tôi vốn dĩ là nó hơi khác người. Là phụ nữ nhưng mà hơi men một tí. Thành ra là bố mẹ cứ bắt làm những việc phụ nữ. Tôi không có quen. Thành ra là trốn nhà đi bụi. Biết. Em biết chứ sao không biết. Em biết có một chỗ đang cần người làm mà rất là hợp với chị luôn á. Đi theo em. Đi theo cô. Nhưng mà đi đâu? Đi về nhà đi rồi em cho chị biết. Vậy để tôi đi theo cô xem như thế nào. Đi. Hai chị nói chuyện xong chưa? Giải em bên đồn công an đi, em mệt quá rồi. Đi. Nhớ vịn cái thang cho tía đó nha. Dạ. Lẹ tía ơi, mọi tay. Trời ơi, còn có một chút xíu nữa là xong rồi. Ráng vịn cho chắc nha, không thôi là tía té đó. Vịn nãy giờ nè, mỏi tay muốn chết luôn vậy. Cái còn vịn có chút xíu mà mỏi tay cái gì. Trời ơi, sinh mạng của tía bay phải quan trọng hơn chứ cái tay chứ. Mỏi tay nó có cái gì đâu. Thì con vịn nãy giờ nè, có gì đâu. Tía cảm ơn. Không có vịn là lãng quạng rồi tía trật chân cái rồi cái thang nó ngã cái là ngồi cô cha luôn, cái giỡn mặt hoài. Con vịn là tía yên tâm, có chuyện gì đâu lo. Đó thì đó, chính vì con cho nên mới tía mới nhờ con vịn thang cho tía, cho mấy cái đứa kia làm sao mà tía dám. Trời đất ơi, mấy cái đứa kia nó ba trợn lắm, làm biến muốn chết rồi. Mà tía khỏe mà, chứ lo gì. Tía là đúng là vô địch ở nhà thôi. Tía đâu rồi? Tía mày đang dặn ở trên này nè. Ủa tía, tía làm gì vậy tía?
thì đang dặn cái cây mắc màng này nè, nó bị sút ốc đó, rồi mới nhờ con Út nó vịn thang cho tía đó. Nãy giờ nó vịn mỗi tay cũng chết đi kìa. Con có thấy nó vịn đâu, tía đang leo có một mình tía. Làm gì mà không có, nó mới đứng ở đây mà. Có xong tía, trời ơi, xong tía, chú sao tía, chú xong tía, chú có sao chú? Trời ơi, may quá, chút xíu nữa là đi theo chồng bà rồi. Trời ơi trời, cái con kia đứng đó nữa. Trời ơi, quên mày, mày vịn cái thang gì của tía mà mày, mày để cho tía đứng chơi dơi mình nãy giờ mày nói mày vịn cái gì hả? Đây trong khi tía khổ cực, tía dặn con ống trên cao mà con ngồi đây con uống nước, con nói con vịn cái thang của tía. Tại con thấy tía đứng mình mà cũng chắc chắn con khát nước, xin lỗi tía. Bởi khát nước cái gì mà khát nước, con phải nói tía để tía biết chuẩn bị chứ. Lỗi tía. Cô nè, nãy đỡ tía hả? Dạ dạ đúng rồi. Trời ơi cảm ơn cô nhiều lắm nha. Đúng rồi. Trời ơi phước đức ba đời biết có cô xuất hiện kịp thời chứ không thôi nãy giờ là tôi xong phim rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm nghe. À tía tía, chị đây là Nam á tía. Tên là Nam. Cô là Nam. Dạ. Hồi nãy á chị giúp con ở ngoài đường lớn á, bắt tên cướp mà giật cái điện thoại của con luôn á tía. Trời ơi, chị cứu mạng con rồi, chị mới cứu mạng tía đây nữa. Trời ơi, bây giờ mình phải làm sao đền ơn chị cho đủ đi tía ơi. Đúng rồi tía ơi. Cái này người ta gọi là hồng phước á. Dạ dạ. Là hồng phước nhờ dạ. Tía ăn ở đức độ cho nên gia đình bây giờ. Dạ đúng rồi đó tía. Có người cứu nạn. Dạ dạ nhờ chị. Trời ơi con ơi. Bây giờ gia đình tôi thật tình rất là mang ơn cô. Để cảm ơn cô, gia đình tôi cũng biết cảm ơn sao. Hay là gì đi, sắp tới ăn cơm rồi. Cô mời cô lại ăn cơm thân mật dạ, với gia đình nha. Dạ đúng rồi chị. Dạ dạ thôi, không sao đâu chú. Do là em Mai đây nói là nhà mình cần tuyển vệ sĩ á, cho nên là con đi theo anh về đây. Thì không biết là nhìn con có thấy có phù hợp với gia đình mình không? Thấy được. Trời là phù hợp luôn đúng không tía? Trời ơi tía nhìn kìa tía ơi, ba dòng tiêu chuẩn, điện nước đầy đủ mà còn đẹp nữa, dũng cảm nữa. Trời kiếm đâu ra một người phụ nữ như vậy hả tía? Đúng không tía? Thì nhưng mà cái vấn đề á là chị ơi, tía nhà em thật ra nhìn vậy thôi chứ cũng còn sung sức và khỏe khoắn lắm. Nhưng mà xui một cái á là nhà em có ba ngượng gái à, không còn ai đứng đắn để mà chăm sóc cho tía em. Chị em đi hát nè, em còn mắc đi học nên không có thời gian bên cạnh tía em. Nhìn vậy chứ tội nghiệp lắm, thương lắm, cô đơn lắm. Không ấy chị có nhã ý chị ở lại nhà em coi như người trong nhà vậy mà, chứ đừng nói làm vệ sĩ gì mất công. Giống như cái chuyện hồi nãy á, giống như em hậu đầu em không lo được cho tía em. Có chị cái chị chăm sóc cho tía em giùm tụi em được không chị? Ủa sao ngộ vậy? Trời ơi tự nhiên sao cuộc đời của tôi tự nhiên nói hết trơn trội vậy? Tự nhiên đứng ra lo giùm hết trơn trội vậy? Đâu ra vậy? Con là con ý mấy con nói là tía bây giờ là coi như là già rồi, vô tích sự gì hả? Phải có người ở bên cạnh để mà đỡ đần chăm sóc hả? Đâu có đâu không tía. Phải tía, ý của tụi con là thật ra là chỉ muốn tốt cho tía thôi. Dạ. Chứ lại thật ra chị Nam đây á là có hoàn cảnh, chị cũng đang cần, rất là cần xin việc nữa tía. Dạ. Mà gặp thêm bây giờ nhà mình đang neo người nữa. Ví dụ có chị vô thì chị chăm lo cho tía, cái tụi con đi đâu cũng yên tâm. Dạ, đúng không? Đúng rồi chị Hai. Giống như cái chuyện hồi nãy con đâu có đủ sức mà con, ví dụ như con đâu có đỡ tí nổi đâu. Nhưng mà chị này chị khỏe khoắn quá trời, chị dũng cảm nữa. Trời con thấy sao mà hợp với gia đình mình ghê chị Hai à. Em thích chị Hai vậy chị sao? Chị cũng thấy hợp ghê đó. Ôi rồi ba, cái chuyện này là phải chờ quyết định của cả gia đình chứ. Dạ. Dạ thì con hỏi cả gia đình rồi. Cả gia đình đồng ý hết rồi tía. Cả gia đình đồng ý hết rồi. Dạ. Ủa sao tôi chưa hỏi ta? Tôi cũng là gia đình mà. Dạ. Sao nói cả gia đình? Giờ hỏi tía là tía. Dạ. Thì số lớn thắng số nhỏ. Dạ đúng rồi. Không lẽ giờ tía không chịu ý ba chị em con. Chị Nam thì hợp quá mà tía. Ha tía ha. Vụ gì vậy? Ủa nhà không có ly sao rồi đem nguyên cái tô ra rót trà uống vậy?
con thấy chú lịch sự con còn rót vào tô á. Chứ ở nhà là con uống bằng cái ấm này rồi nè. Chứ tô tiết làm gì nữa cho mất công hả chú? Trời đất ơi. Trời ơi, cái cây cảnh của tôi tự nhiên làm cái tặc cái mất cái nguyên cái cành luôn. Trời ơi, cô biết cái cây này đáng giá bao nhiêu tiền không? Đắt lắm hả chú? Trời ơi, 1 tỷ đó cô ơi. Thiệt tình. Thôi được rồi, để tôi lát tôi bưng cái ra sao tôi dưỡng nó lại. Thôi, trời ơi, để trời. Con bưng vào cho chú. Trời ơi, trời con ơi. Con bưng cho. Trời ơi. Ủa, chú đi đâu vậy? Tôi đi vô nhà lấy cái ly ra uống, không lẽ cầm cái tô ọc không hỏng. Thôi, chú cứ ngồi đó đi, để con đi lấy cho. Trời ơi, cô này cũng đảm đang tháo giác, nhanh nhẹn. Cũng hiếm có người phụ nữ như vậy. Ai chà, thiệt tình. Khổ ghê trời ơi, cái cây kẹm của tôi công trình từ sáng tới giờ tôi tỉa tót làm cái bạc mất luôn cái cành. Mà cái cành đẹp nhất nó mới chết chứ. Trời ơi. Ơ chú khoan. Gì? Con kiến. Này chú, con kiến này rất là nguy hiểm. Cái này mình mà uống vào trong bụng là coi như ảnh hưởng sức khỏe của chú á. Bây giờ sao? Ủa nha. Trời đất ơi, cô định giết tôi hả? Trời đất ơi, quăng một cái miệng văng lên đuôi mắt tôi làm sao? Đâu có, con giết con kiến mà. Trời ơi trời, có con kia có chút mèo thôi, không lấy tay bóc ra dụng đất cho nó xong đi, tự nhiên qua cái chén cái thứ nhất là tôi có thể đuôi mắt, cái thứ hai là trời ơi, bộ chén trà uống của tôi trời ơi, chén cổ mà trời ơi, làm cái bẹn tan nát rồi. Thôi cháu xin lỗi, cháu lỡ cô tay. Cô biết cái bộ chấm trà này bao nhiêu tiền không? Thôi để chiều nay cháu mua một cái y chang như vậy đền cho chú. Cứ yên tâm nha. Có luôn hả? Thôi đồ cổ mà nó có cái y chang gì. Bà kia đứng lại. Cái gì vậy? Đứng lại đó cho tôi. Đâu ra vậy? Trời đất ơi, tự nhiên hẹn vô nhà tôi rồi được chạy vòng vòng vậy? Bà kia đứng lại. Trời đất ơi, cái này là sân nhà tôi nha, chứ không phải sân vận động nha. Trời ơi, chạy đua đâu ra đây? Bà kia. Trời ơi, cái gì vậy? Ê, ông kia, ông làm gì vậy? Bà kia, bà. Ông giúp tôi mới được, phải lấy lại công bằng cho tôi mới được. Trời ơi, trời ơi, đây là cột đường rồi đúng không? Hết chạy rồi đúng không? Làm cái gì vậy? Trời ơi, trời đất ơi. Ông sao không vậy? Ông đồ giác luôn vậy? Trời ơi, đàn ông con trai bụi con vậy mà mất phát nó nằm đôi giá. Sao tự nhiên đánh đôi vậy? Có sao không anh? Cái loại đàn ông như ông á, bắt nạt phụ nữ, gặp tôi làm xui rồi nha. Chính không cần phải cảm ơn tôi đâu. Trời ơi, cái con kia, sao có đánh giọng tôi vậy? Anh ơi, có sao không vậy anh? Trời ơi, thấy chưa, rảnh quá, rảnh quá. Ủa? Tự nhiên giúp cái loại đàn ông đánh phụ nữ như thế này mà thím còn bênh à? Cái loại đàn ông này trời ơi chú không thấy ông xách dép cuốn vợ à? Trời ơi là trời, tôi xách dép á là tôi chạy cho kịp mà vợ tôi bộ. Trời ơi, hai vợ chồng của tôi đang tranh cãi dùng mũi đợt mũi cái liên quan đánh lộn đây không biết nữa à? Trời đất, có tranh cãi con mũi thôi mà rượt nhau dữ vậy đó hả? Ủa thiệt hả? Thôi rồi giờ về đi. Cái cô này cô lỡ cổ ra tay hơi bị nặng với anh này rồi, thôi giờ về đi, hai vợ chồng vô nhà coi có chấn thương sao, rồi có cần gì là tôi cho tiền đi bác sĩ khám bệnh nha. Thôi khỏi đi, có con mũi thì thổi thăm thôi mà tự nhiên ăn đòn ngang không vậy. Tôi đi về đó, mình đi về anh. Dạ thôi cháu xin lỗi. Kỳ cục hả? Không biết. Qua hỏi thăm vậy đó. Trời đất sao ơi không? Thiệt tình. Nó rảnh quá, rảnh quá ha. Mệt mỏi à. Thôi, để cho chắc ăn. Lỡ nó luôn làm cái xẻng nữa, mất công nữa. Anh nói ha, cái đợt con trai lần này hả, tí em về là tí em nhìn mê hồn liền. Dạ. Anh tiễn không luôn á. Cố lên anh. Anh nói thiệt nha, ở nhà anh không bao giờ làm mấy chuyện này đâu, vì em anh mới làm anh á. Dạ, đặt xuống đi rồi nói. Trời, còn quá trời ngoài kia luôn, mình anh ghi vô chết luôn á.
Đợi tí. Thôi. Tí ơi, tí nhậu ở đâu vậy? Lớn tuổi rồi mà nhậu chi mà quá trời nhậu vậy tí? Nhậu cái gì mà nhậu? Nhậu ở đâu? Bây giờ cái cô này cô chở nè. Đó, trời đất ơi, đàn bà con gái gì mà đâu mà chạy xe dữ quá trời à. Trời ơi, tí bây giờ còn đứng đây được là hên lắm đó con. Mà tí đi đâu vậy mà phải nhờ cho chị Na An chở, tí mệt hả? Trời ơi, sáng sớm tí dắt xe ra, tí có công chuyện tí đi lên huyện á. Cái tự nhiên vừa dắt xe ra cửa cái tí thấy xe sả mặt. Ủa mày máu vô lên nào chứ sao nữa? Đó. Chứ không nhờ cháu thì chú té xỉu rồi chứ còn gì. Thì đó, cuối cùng á là coi như là đâu có tự chạy được đâu. Dạ. Đó rồi mới đầu đâu có định nhờ cổ đâu. Nhưng thôi cuối cùng thôi nhờ cổ chở giùm. Tưởng là cái tay lái cổ cứng cuối cùng. Trời ơi cứng thiệt. Cháu mà không cứng làm sao mà đưa chú đi hát cái huyện này một nốt nhạc được hả chú? Một nốt nhạc đám ma đó. Ôi trời. Đàn bà con gái gì mà chạy kinh khủng quá. Trời ơi. Tay lái của cháu á, ngày xưa cả làng cả huyện ai cũng khen đó chú. Ngày xưa đứa bạn của cháu khi nó còn sống á, nó ngồi sau xe cháu nè, lúc nào nó cũng khen. Chứ cái đường làng to chậm bá thế này thì ăn thua cái gì? Bây giờ nó hết khen rồi hả? Trời ơi, nó nhờ vậy mà nó đi đầu thai sớm đó phải không? Thôi, vậy là con biết lý do tại sao bác ngồi xe máy mà bác vẫn bị sai xe rồi đó. Sao? Dạ, tại vì cái bạn lần trước đó. Trời ơi trời, nó làm một phát lên 150 cây số một giờ luôn. Mấy một chút là tụt xuống ruộng rồi. Trời ơi trời, tôi thề, từ đây đến cuối đời, không bao giờ tôi leo lên xe ngồi chung với con nhỏ này. À không, ngồi chung với cái thằng này. Được rồi. Trả nón chị nè. Mà hai đứa đang làm gì vậy? Có cần chế phụ gì không? Dạ, tại vì anh Tây á mang mấy chậu bonsai này qua tặng tí em nè. Mà nắng quá, nãy giờ chưa hết nữa. Sang đình muốn chết luôn á. Trời đất ơi. Gì vậy? Nhìn tướng á thì cũng to cao ngon nghẻ mà yếu xìu. Cái này mà cũng phải hai người khiêng à? Thôi để đây cho chế. Nhắm được không? Đừng có làm màu quá. Ai cho đụng chạm tới những cái chậu cái khiển tôi vậy? Đánh ra mà để tôi lo. Trời đất ơi, giỡn mặt hoài. Trời ơi, chú làm cái gì ồn ào vậy? Có cái chậu khiển anh Tây nó đem một đống như thế này nè. Vợ có một chậu có sao đâu mà chú làm kỳ. Đúng rồi đó bác, con mới vừa đi về miệt thứ dưới á, nó con lấy về quá trời cây đó. Bác thấy lạ không? Ở ngoài kia còn nhiều lắm, con đem qua đây con tặng bác hết luôn á. Ủa té ra là đây là chậu kiển của cậu á? Dạ của con đó nè, nhìn lạ không? Chị thấy nó không có đẹp gì hết trơn rồi. Mà ai khiến cậu mang lên tặng tôi hả? Tôi có kiển của tôi hả? Kiển tôi tự mua tự chăm sóc và tôi không cần mấy kiển mấy người. Mệt mỏi. Chú yên tâm đi, con mà có làm bể á, chú có trừ vào lương của con. Còn lương để trừ hả? Hồi nãy giờ chở tôi kiểu đó là tháng này hả khỏi lãnh lương rồi đó. Mệt mỏi à. Hôm dù sao em cũng cảm ơn chế nha, phiền chế quá à. Thôi được làm cho Mai là tôi vui rồi. Ê, gì vậy? Xin lỗi mọi người nhé, do lúc nãy những việc phụ nữ làm không quen, thành ra là làm đổ vỡ một xíu trong kia. Mọi người ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Dạ. Ăn cơm đi. Trời ơi, nhìn chậm chạp dữ vậy. Dạ chị. Em mời chị. Ăn cơm đi mọi người. Tí ăn trước rồi chị hai. Con kiến mà mày dám chạy chỗ đông người hả? Giết lắm.
ăn cơm đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Dạ, dạ, dạ. Con mời tía. Mời tía, mời cả nhà ăn cơm. Ăn đi mọi người. Khoan, khoan. Đứng im, đứng im. Đứng im, đứng im. Cái gì vậy? Con mũi. Sao? Tía biết không? Đây là cô giáo dạy nấu ăn trường con đó tía. Đúng rồi tía. Dạ. Cô giỏi nhất trường con luôn á tía. Đúng rồi. Cô nổi tiếng là dịu hiền ở trường con luôn á tía. Cái ní là nậu theo kỳ giá vì con Đinh Huệ. Nó đặc biệt hơn những vùng khác. Ăn một lần lột lưỡi 10 ngày. Trời ơi, anh yên tâm thì anh cứ ăn đi. Ăn không hết để em lo. Một mình cô ăn hết được hả? Chứ có gì chuyện đơn giản không? Vậy thôi mình yêu trong bí mật đêm ơi. Em sẽ gài tí vô một cái thế để tí khỏi từ chối luôn. À, con biết rồi. Hay là tía sợ tụi con lấy chồng á, cái bỏ tía mình ơn phải không? Lời nguyền của tía không ai có thể phá vỡ được. Một khi tía chưa kiếm được vợ thì tụi con không được quyền lấy chồng, hiểu chưa? Hoàn cảnh hành động của ba của con gái của anh á. Đàn em chưa lớn. Ê, tôi nghe phong thanh một cái mà tôi chạy vô qua đây liền. Sao ghế mỹ nhân vậy? Gia đình mình ở lại vui vẻ nha. Chúc chú sớm tìm được ý chung nhân của mình. Anh đi nha. Dạ. Chị đi. Dạ. Ôi giời.
đôi tay tí giờ tao cứ tạm biệt cổ mà cổ không thèm nhìn tới nửa mắt nữa, toàn nhìn hai không à. Cái lúc cô ấy tới nhà mình á ha, thì là hình thức của cô ấy là một cô nữ, tên cô ấy là cô Nam, nhưng mà tâm hồn làm lại một người nam. Còn bây giờ cô ấy rời đi thì hình thức của cô ta cũng là nữ nhưng mà tâm hồn cũng là nam. Trời ơi, Thi ơi, thế giới này đảo lộn hết rồi, thế giới này điên đảo hết rồi. Con thấy nó sai sai sao thế? Sai quá trời sai chứ làm gì mà sai sai nữa. Nè, từ đây sắp tới nha, mấy đứa là ngưng ngay cái ý định là tuyển chọn người cho Tía nha. Tía từng tuổi này rồi, đâu cần bay phía phải tuyển chọn vợ cho Tía đâu. Ủa? Chứ không lẽ Tía muốn lấy chồng? Ở đâu ra? Ý là Tía nói là không cần tuyển vợ cho Tía, ha? Từng tuổi này rồi Tía không thích lấy vợ nữa, được không? Bỏ nghe cái ý nghĩ đó nghe chưa? Trời Tía ơi, tại thật sự là tụi con cũng không yên tâm thôi. Tía có nghe người ta nói cái câu không? Con chăm cha không bằng bà chăm ông á Tía. Ôi dạ. Con chăm cha không bằng bà chăm ông hả? Dạ. Ờ, mấy đứa hay quá, chọn người hay quá. Không phải bà chăm ông mà ông chăm ông đó, thấy chưa? Ông chăm ông rõ ràng luôn đó. Mà nói chung là ví dụ như sau này tụi con đi lấy chồng á thì Tía có một thân một mình à, ốm đau rồi ai lo cho Tía? Dạ, đúng rồi. Không có cần mấy đứa phải lo hả? Tía còn khỏe mạnh Tía lo được ha. Mấy đứa không có việc gì phải lấy chồng, lấy chồng có cái gì sướng đâu mà cứ đòi lấy chồng hoài vậy? Tía. Gì? Bộ Tía để cho ba tụi con rồi cộng thêm Tía nữa thành 4 cây cột canh miếu hay sao? canh miếu cái gì? Thôi bây giờ vậy đi. Từ nay sắp tới mấy con không cần phải chọn vợ cho Tí nữa ha, để Tí tự chọn. Hả? Tí tự chọn thì không Tí? Ờ thì á, Tí nói đại gì đó mày. Bao giờ mới được lấy chồng? Nhìn gì mà nhìn hoài vậy? Ăn đi. Tế. Ừ? Đi ăn trước đi. Thôi. Ăn đi. Con ăn trước đi. Đi ăn đi. Trời ơi, mới ăn cơm nó ngon mà ăn cái gì? Con thấy ngon lắm á, Tía ăn thử đi. Thì Tía cũng thấy ngon vậy, con cũng ăn thử đi. Tía ăn trước tụi con mới dám ăn chứ. Ăn đi cái gì đó mà nhìn hoài mệt mấy đứa này ghê. Spoon spot. Cho chị ba hửi miếng nè. Thơm dạ. Hửi thôi nha. Hửi thôi. Hửi đi. Thơm lắm á chị hai. Thiệt. Hấp dẫn ta. Cho chị hai hưởng miếng luôn nè. Quá hấp dẫn. Sợ liền, sợ liền. Tía. Hửi với Tía. Ngào ngạt luôn. Thơm quá Tía. Công nhận cái mùi dầu thơm của con đào nó rất sức công nhận. Tía. Thiệt. Tía này. Tía. Mua con ở đâu con, chỉ Tía mua cái coi. Trong này nè. Đó, chị thử đi. Dạ thôi, nãy giờ tiếp khoái cái mùi bún bò này nè. Thử đi Tía. Mời Tía mà tự tin vậy là bảo đảm tô bún bò này nó chết lầu luôn á. Không uổng công Tía cho con đi học nấu ăn, quá ngon luôn. Thật ra mọi người ơi, con chỉ phụ thôi chứ không phải con nấu đâu. Ủa là sao? Là sao? Vậy chứ ai nấu? Dạ thưa Tía, đây mới là người nấu nè. Cô ơi, cô à, ai gọi cô rửa, ai gọi cô rửa, ai ra lộ rồi. Dạ, bò em nấu đó anh. Dạ đúng rồi đó. Cô nấu hả? Dạ. Mời cô ngồi. Dạ. Cô xin phép anh em ngồi. Dạ mời cô ngồi. Dạ. Tía biết không? À, đây là cô giáo dạy nấu ăn trường con đó Tía. Đúng rồi Tía. Dạ. Cô giỏi nhất trường con luôn á Tía. Đúng rồi. Cô nổi tiếng là dịu hiền ở trường con luôn á Tía. Thương yêu học sinh lắm Tía. Trời ơi, Út Đào giờ này giỏi quá ta. Mời được cả chuyên gia nấu ăn về nhà mình luôn á Tía. Dạ, không dậu gì anh. Bụng bò món ở rau sống quá như bò. Dạ, em xin mời cả nhà vô này cho em ý kiến ạ. Dạ, cảm ơn cô Quế. Bày rồi. Bày rồi.
Em tên là Huệ chứ không phải. Mà đọc theo giọng Quế thành ra Huệ. Dạ dạ anh dùng tự nhiên đi. Đúng rồi đó Tía, ăn thử đi Tía. Ngon lắm á Tía, đảm bảo ngon luôn Tía. Một đũa răng ăn. Cho thêm cái đũa. Dạ đấy ạ. Xin phép cô tôi ăn nha. Dạ ăn cứ tự nhiên. Dùng thử. Dạ. Đi chợ vậy đó hả cô? À dạ anh bà. Mua chi nhiều vậy, mua chắc 1 tuần ha. Dạ mua đâu phải 1 tuần đâu, em mua 3 tháng lận. Cái ní đợt đâu thôi, lạc nữa ship giao tới nữa. Còn mấy đợt ship giao nữa hả? Dạ. Trời đất ơi, mua chi tới 3 tháng lận. Nhà mình gần chợ quá trời à. Ngày nào ra mua cũng được, việc gì phải mua lâu như vậy? Dạ anh không biết thôi. Tại vì nhà mình vừa ăn mà vừa dạy học cho mẹ em nữa, cho nên phải đầy đủ nguyên liệu. Với lại em thấy nhà mình ăn uống thiếu chất dinh dưỡng quá, nhìn anh thiệt nha. Cho nên anh dù gì có tuổi anh phải có chế độ ăn uống khác với mấy em. Anh làm việc tiếp đi, mọi chuyện có để cho em lo. Làm vườn không có đổ mồ hôi, nghe cái bà này bánh hối xong đổ mồ hôi cha đổ mồ hôi con luôn. Kịp cô đây. Chú cha con bẻ mái nói đụng rửa. Nhưng mà biết rắn không, mình thích cái món chi là mình làm được hết á. Ủa mà mấy món này là mấy món gì vậy cô? À mấy món này cũng đơn giản thôi. Điều là nấu theo kiểu như gia vị cúng đình Huệ đó. Đó con nhìn đặc biệt chưa? Rong bấy phường mùa, cả trá lên bơ, quả ngon con chi nữa. Ủa cô, ếch mà cũng được vô cung đình Huế nữa hả cô? Rắn được con, cái ní là nấu theo cái giá vị cung đình Huệ. Nó đặc biệt hơn những vùng khác, ăn một lần lột lưỡi 10 ngày. Tía, tía thấy con chọn người có chuẩn không? Thật ra là tía không phải là tía tiếc rẻ, tiếc của cái gì hết trơn trội. Mà tại tía thấy đồ ăn nhiều quá, mình ăn hết mình bỏ nó phí phạm uổng thôi. Hiểu không? Trời, cái gì chứ cái đó tía yên tâm. Cô Huệ đây là tính toán kỹ lưỡng, tại tía không biết thôi. Ừ, thế gì cũng mừng. Thôi anh ạ, già cả rồi, ăn đi tiếp chí nữa. Rồi, dạ, ăn đi. Khoan. Tất cả mọi người buông đùa đi. Dạ. Vì đây là món cúng đình Huệ. Theo như có nguyên tắc ngày xưa, vua và hoàng hậu chưa được ăn, thì nô tỳ ở đây không ai được ăn hết. Trời ơi. Dạ. Rồi, hiểu luôn. Đây, đây, cô chỉ cho con nè. Ăn theo kiểu mà cúng đình Huệ và ăn rí nè. Dạ. Hoàng hậu ăn. Ngon quá. Mấy con thành nô tỳ chắc tía là cũng cỡ thái giám. Ăn mà chầm rà như rí gì. À, ăn như rí này, ăn mà con dĩnh con rấu nó miên ngon dễ sợ. Đó. Dạ. Hoàng hậu ăn khỏe ghê ta. Chưa hết. Đây, bọn đi. Chú cha em mua viên quả. Đâu có đâu hoàng hậu được quyền. Thái giám không dám ý kiến. Nó quá. Thôi mọi người dùng đi, mình xuống dưới nhà mình còn làm được bao nhiêu việc nữa. Sao thế? Rồi ăn gì nữa? Bây giờ sao? Trời ơi, nô tỳ với thái giám lo ăn đi, lát bà lên nữa bà bắt ăn theo cung đình nữa, bây giờ lẹ lắm. Dạ. Trời đất ơi, còn đứng nhìn nữa, ngồi nữa. Đâu nè, phụng hoàng nghĩ cách nè. Dạ. Mọi người ơi, chưa? Vô tăng nữa nha. Dạ. Bả lên tí thôi. Đất ơi, đi nè. Dạ. Cá tra lên bờ nè. Đó. Rồi, cho miếng nước để cá tra bơi cái coi muốn đâu. Từ từ thôi, cái con này thiệt tình nè.
Cô ơi, chủ nhà ơi, có ai ở nhà không? Cái gì á? Cái gì á? Cái gì mà ai la sùng hồi này vậy? Dạ, dạ em giao hàng. Mình tới giao hàng hả? Dạ. Đồ gì vậy? Dạ, là đồ ăn, thực phẩm hay gì á. Em chỉ giao hàng thôi, em cũng không biết nữa. Đây nè, đây là hóa đơn nè, anh coi thanh toán giùm em. Trời trời, cái gì vậy trời? Cái gì mà tới mấy triệu lận? Dạ, ai đặt mua mấy cái món hàng này? À, em đặt mua đó anh ơi. Tại đồ ăn hết rồi em mới đặt người em bán tới đó. Trời đất ơi, mà hôm qua tôi nhớ là cô đã mua đồ ăn rồi, bữa nay là mua nữa là sao? Chú cha ở nhà mình ăn nhiều thì phải hết thôi. Ngoài ba bữa chỉnh ra còn mấy bữa phụ anh không nhớ à? Anh có gồ ô xin bén ơi là bén luôn á. Bén lấy sáng sáng. Ông lo ông đi giao hàng đi. Ông đứng đó ông nói rồi bảo cho ông lục bây giờ. Đi đi. Trời ơi khổ. Nè nè nè, bạn đụng vô đất tay hỉ. Tôi trình trọng thông báo cho ông biết nhà này không phải ô xin nhà trơn á. Tôi là cô dạo dày nào ăn gia đình này. Rồi đừng quên. Rồi gửi tiền nè. Thôi đi đi lẹ đi. Trời ơi khổ quá. Anh xin lỗi cô xin giùm em nha. Rồi đi đi. Bực mình đi, đã xấu lại chuyện vô chuyến nè. Bứng vô. Gì vậy trời? Ủa vậy là cuối cùng cái nhà này là ai âu xin? Quán. Trời ơi, giờ tôi phải bưng vô hả trời? Thiệt tình à. Trời ơi. Mà cái gì mà nó nặng dữ vậy trời? Từ ngày có cô Huệ, nhà khỏe ghê, đỡ phải nấu nướng. Tiến, ôi gì dữ vậy Tiến? Đây con lết, đây con. À. Ủa, nay nhà có đám giỗ đám tiệc gì hả Tiến? Mua gì quá trời quá đất vậy? Để Tiến thở chút. Chờ chú. Cho chung trà uống. Dạ trà, có trà. Trong mặt quá. Uống trà. Nay làm gì mui đồ dữ vậy tía? Đào ơi Đào. Dạ. Con cứu tía. Con giúp tía Đào ơi. Sao tía? Trời gì? Sao tía? Vụ gì? Con coi lại cái cô Huệ của con. Tía thấy không có ổn rồi. Mà không sao ổn vậy tía? Đào ơi, không được rồi. Mà sao? Cổ làm gì Phật lòng tía hả? Tía nói đi. Con nói lại với cổ cho vừa lòng tía hơn nha. Không biết nói gì luôn. Coi đi rồi biết. Trời ơi trời. Cái gì dữ vậy? Ủa? Gì? Nhà mình mà ăn nhiều vậy hả tía? Trời ơi. Đọc xong rồi con không hiểu được hả? Tía hỏi con nè. Thường ngày con Trúc nó đi chợ á ha. Một ngày đi chợ là không quá 500 ngàn. Thậm chí nhà có khách cũng vậy. Đằng này trời đất ơi, ngày nào vậy cả triệu bạc, cái triệu bạc là sao? Đồ ăn thì ngập mặt đầy nhà hết trơn á trời, ăn không hết luôn. Phí phạm quá con, có hiểu không? Dạ. Không được. Tía thấy không được. Cái gì vậy? Cái gì vậy hai? Sao vậy hai? Ôi mình nhỏ này ra bình tĩnh. Bữa nay mày khóc, sao vậy? Đừng khóc tía. Tía giật cậu đi tía. Sao? Có gì đẹp mà tĩnh, quá đẹp gì vậy? Không phải. Bộ đồ này hợp với con á. Không phải. Một cục hai cục ba cục bốn cục mỡ nè tía. Ý là con nói là con mập ra hả? Bố tía đừng có nói con mập mà. Con không nói mập nói gì? Mà mập thiệt tía. Mà thấy nhớ ăn của em hả? Con mới vừa đi mua được một đống đồ về để đi diễn. Mà con mặt không vừa cái nào luôn. Bây giờ tụi nó không hề hở
hợp với con luôn á. Đi mua đồ mà đó, trước khi đi nó quên nó cần đó. Không mà công nhận hai mập thiệt. Do luôn, bụng mỉm bụng mỉm. Bỏ bỏ cái chữ mập lại kỹ với mặt nó nha mày. Hai mập. Ôi nó kỹ cái chữ mập, đừng có nói nó mập. Chị mà rưng rưng, ai mập đâu. Trời ơi là trời. Bảy nhiêu ri mà mập chờ mua. Chè nữa. Chị đâu mà ngạc nhiên. Ăn nhiều chất dinh dưỡng, ăn nhiều đồ dâu mỡ đương nhiên là phải lên kỹ. Béo khỏe béo đẹp chứ phải mà gây như khỉ ri thì ai ngó. Béo khỏe đẹp. Trời ơi. Nhức đau quá, ăn chè đi. Anh bả đi, ăn chè, ăn dễ một chè anh bả. Ăn dạ. Nữa hả cô? Trời ơi, con... ăn đi. Ăn đi. Ăn nữa. Trời có nhiêu đây người mà nấu chi nhiều chè chắc còn nguyên nồi với hả? Trời ơi, anh yên tâm đi, anh cứ ăn đi. Ăn không hết để em lo. Một mình cô ăn hết được hả? Chứ cõi cho nó chuyện đơn giản mà. Cha là ngon ghế. Ủa? Má con trụng đâu rồi? À hẳn cõi nha, thôi để em ăn luôn phân của nọ luôn. Chè nậu đá là phải thắng nọng liền. Chứ để mùi giờ. Hợp lý. Thực phẩm Đinh Huệ. Giờ thì tí hiểu tại sao mỗi ngày tiền chợ cả triệu. Dạ, con cũng hiểu luôn. Đồ ăn đến rồi. Ăn anh bà ơi. Ở đâu nữa vậy? Đi mua nữa đó hả? Mua, cái này không có tốn tiền. Cái này á là em qua bên hàng xóm em lấy. Dữ quả trời quả đất luôn. Cái gì? Có nghĩa là bên nhà hàng xóm người ta ăn tiệc rồi ăn còn dư rồi cô xin mang về đây hả? Trời đất ơi. Xin mua, anh nói oan cho em rửa chồng qua dư. Em thấy khó chịu quá em mang về. Chứ để đụng đồ à, mang tội với trời đất. Trời ơi trời, cô ơi cô, thôi nha, mấy bố cô đừng có xin đồ ăn mang về đây nữa nha cô. Tôi thấy kỳ lắm, thôi đừng có xin nữa nha. Có chi mô mà kỳ trời, đau ơi đau. Dạ. Đau ơi. Dạ con đây. Con đem mẹ cái đi con xuống, con bò gì tủ lạnh nha. Rồi có gì cố qua cô lại tiếp nữa. Trời, cái gì vậy? Cô định qua bên nhà bên đó lấy đồ ăn tiếp đem về đây nữa hả? Thôi, cô ngồi xuống giùm tôi cái đi. Đừng có đi đâu hết, đừng có xin người ta nữa. Trời đất ơi, kỳ lắm. Ủa, có chí mô mà kỳ cho trời. Này là cái gì vậy tía? Trời ơi, đồ ăn đó, đồ ăn cổ đi xin về đó. Người ta ăn thừa cái xin về đây đó. Trời ơi, nhà mình đâu có chết đói đâu. Trời, cô làm kỳ quá cô ơi. Thôi, đừng có làm gì nữa nghe. Mệt ghê. Tôi thấy ở đây món ăn của miền Tây là quá. Tỉnh đến về học hỏi. Thế cơ vậy nghèo đỏ chí mô mà lại. Anh làm như vậy anh xúc phạm tôi không chịu đâu. Mình biết con nói đúng đó. Nhà con đâu có gì ngoài điều kiện đâu. Tiện đi xin người ta. Rảnh quá. Biết rồi. Họ ở cho cha là con. Đào ơi Đào. Tí thấy không ổn rồi con. Con cũng thấy vậy. Theo con thì sao? Con có nên là có thầy dạy nấu ăn nữa không? Cơm bưng nước rót cho tía thôi, cho tía vui. Ai ngờ đâu cơ sự thì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi mà không có được thì thôi đi. Không biết cái chuyện này con có vui không chứ tía, tía thấy không có vui rồi đó. Không hề vui chút xíu nào. Đau hết rồi má, có gì sao bà này bà ám ảnh tôi hoài vậy? Ăn nữa hả? Con đi. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Tự nhiên bắt tôi ăn đồ thừa người ta. Tại nghĩ là nhà mình cần phải có phụ nữ chăm sóc cho tía, bầu bạn với tía. Xin phép anh bà với mấy chị em đi. Cũng cảm ơn gia đình á,
Thời gian qua là trải với em bao nhiêu là sóng gió thăng trầm. Thời gian ngắn quá, mới biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp em khó quên lắm. Dạ, đẹp. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Đẹp. Quá đẹp. Dạ, đẹp. Ủa, tụi bay làm thấy đồ gì vậy? Dạ, con sửa kịp. Ủa, vậy cô Tư, tụi bay cũng đẹp chứ bộ. Tao cũng gọi là hồng nhan chứ bộ. Bữa tao cùi hủi hay tao bị gì hay sao mà tụi bay phủ nhận? Tía tụi con mà lấy cô về, tía tụi con chỉ có lời thôi chứ có lỗ gì đâu. Không phải sao?